đây là Thùy Anh. Thùy Anh còn có biệt danh là... Nhưng mà biệt danh xấu lắm nha, con không nói đâu. Tính cách của con thì đồng vui vẻ và lạc quan. Thì con thích nhất là tính cách lạc quan. Bởi vì mẹ con bảo là lạc quan thì bất kể mình thành công hay thất bại thì mình cũng sẽ luôn cảm thấy vui vẻ vì kết quả mình đã đạt được. Tối nay con chọn bài Bay Vào Ngày Xanh bởi vì là vừa thích giọng hát của Quý Minh Linh mà vừa thích nội dung của bài hát. Nói về cái cuộc sống thường ngày, những cái điều rất là giản dị, rất hợp với con. Thì anh rất là lạc quan, hãy nhắc gì anh.